lại. Theo Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản, Liên minh châu Âu-EU vừa khuyến nghị Việt Nam không cho phép một số sản phẩm chuyển thể hai mảnh vỏ như là sò điệp, sò lông được xuất khẩu vào EU. Nguyên do là bởi hai lỗi sai nghiêm trọng, một là sản phẩm cồi điệp trần trụi chưa được xử lý triệt theo nhiệt theo quy định của EU, hai là các sản phẩm sò điệp, sò lông từ vùng phát hiện độc tố vẫn được chế biến và xuất khẩu vào EU, mặc dù sau đó kết quả kiểm nghiệm độc tố vẫn đạt yêu cầu. Kể từ ngày 20 tháng 9, Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thủy sản vùng đã siết chặt và ngưng cấp chứng thư xuất khẩu vào EU đối với một số lô hàng có vi phạm như trên.